đối tượng thành bẹt tập hợp đàn em thân cận cùng góp vốn để hoạt động tín dụng đen dưới hình thức vay bốc bắt họ. Các đối tượng thỏa thuận cho vay với tỷ lệ 10 ăn 8 trả trong vòng 25 đến 50 ngày, tương đương 146% đến 292% trên một năm. Nhóm đối tượng thành lập nhóm chat riêng trên ứng dụng mạng xã hội gồm các cổ đông nhằm kiểm soát nguồn tiền cho vay và quản lý thông tin khách vay. Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng thời điểm bị triệt phá, nhóm của Nguyễn Văn Thành đã cho hơn 1.600 khách hàng vay với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng. Số tiền lãi các đối tượng thu của khách hàng lên tới hơn 4 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ một tăng vật là một chiếc ô tô Mercedes, 4 cây máy tính, nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi và 24 gói nghi ma túy, 17 gói nước vui và chất bẩn gồm dầu luyên và mắm tôm.